Thầy trò Linh Park Hang-seo trong trận đấu đó phải chờ đến những khoảnh khắc cuối cùng với quả đá phạt góc của Quang Hải mới có được bàn thắng của Triệu Việt Hưng. Hai năm trước tại Malaysia trong trận đấu của hai đội tại vòng đấu bảng của môn bóng đá nam, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã không thể thắng được Indonesia và kết thúc trận đấu đó vì tỷ số hòa không đều. Hiệp một trận đấu đã bắt đầu. U22 Việt Nam vừa lấy bóng. Đường chuyền lên của Tấn Sinh. Đỗ Hùng Dũng. Đây là trận đấu đầu tiên Việt Nam thi đấu trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila. Sân Rizal Memorial có sức chứa chỉ là 12.873 chỗ ngồi. Đây là sân vận động được xây từ năm 1934, đã tổ chức nhiều giải đấu từ SEA Games cho đến ASEAN và cả AFF Cup. Cầu thủ đã phạm lỗi là Sardin. Sardin là cầu thủ duy nhất của U23 Indonesia đang chơi bóng tại nước ngoài. Anh thi đấu tại Malaysia cho Pahang. Một pha phạm lỗi rất thô của Sardin với Hồ Tấn Tài. Tình huống vào bóng vừa rồi của Sardin báo hiệu một trận đấu mà cầu thủ Indonesia sẽ chơi đầy quyết tâm, không ngại va chạm, hoàn toàn có thể sẽ tạo ra những tình huống có tính khiêu khích. Với những trọng tài có kinh nghiệm đứng trước những trận đấu căng thẳng, các pha tranh chấp ngay từ đầu như vậy thường sẽ luôn được xử lý bằng những chiếc thẻ vàng để kéo cầu thủ trở lại với trạng thái cân bằng. Trong ba trung vệ của Việt Nam lúc này, Tấn Sinh đá bên phải, Thành Trung ở giữa và Văn Hậu ở cánh trái. Pha xử lý Hồ Tấn Tài. Chúng ta chờ đợi những tình huống phối hợp thú vị giữa Tấn Tài và Trọng Hoàng, và cái bên kia là Đoàn Văn Hậu với Đỗ Thanh Thịnh. Tấn Tài. Ý động phản công của đội tuyển Indonesia đã được dập tắt ngay lập tức bởi pha tranh chấp của Thành Trung. Chiếc thẻ đầu tiên trong trận đấu, thẻ vàng dành cho Thành Trung. Đây là một pha phạm lỗi rất cần thiết, dập tắt ngay ý định phản công của đối thủ. Và chúng ta biết rằng tốc độ và những đường bóng phản công là một thứ vũ khí lợi hại của đội U22 Indonesia. Có lẽ bên phía U22 Indonesia, huấn luyện viên Indra Syafri muốn đưa trận đấu vào thế đua sức, và ông cũng muốn tạo ra một cuộc đấu trí với huấn luyện viên Kỳ Cựu Park Hang-seo. Cầu thủ Việt Nam cần phải chứng tỏ được sự hơn hẳn, bởi vì lúc này chúng ta có lực lượng dày hơn và đều quân hơn. Và cắt bóng của Hoàng Đức. Tấn Tài rất nhịp nhàng. Hùng Dũng là người vừa chạm bóng. Tiến Linh. Hai cầu thủ áo đỏ vừa lao vào nhau, đó là Trọng Hoàng và Tiến Linh. Trong ngày hôm nay bảng A không có trận đấu nào. Đến lúc này tại bảng A, bóng đá nam ở SEA Games 30, Myanmar dẫn đầu với 7 điểm, Philippines và Campuchia đang được 4 điểm, Malaysia đang có 1 điểm, còn Timor-Leste chưa có điểm. Đoàn Văn Hậu. Pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Văn Hậu đang chơi vị trí trung vệ trái. Người đá giữa trong hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ của đội bóng áo đỏ là Thành Trung, Tấn Sinh.
Tấn Sinh đã trở lại sau chấn thương và thi đấu chính thức trong trận đấu ngày nay, một điều rất cần thiết. Ở mặt bằng chung của U20 Việt Nam thì Tấn Sinh là cầu thủ có kinh nghiệm và đặc biệt tầm vóc cũng như thể lực rất tốt. Vào lúc này thì Quang Hải đang chơi cao bên phía cánh trái. Hoàng Đức và Hùng Dũng sẽ là những tiền vệ trung tâm. Indonesia đang thi đấu rất quyết tâm và chứng tỏ một nền thể lực sung mãn. Trong trận đấu với Thái Lan, Indonesia rất mạnh ở những pha phản công biên. Đây là điều chắc chắn ông Park Seo và trợ lý Liang Jin đã biết và chúng ta sẽ phải có phương án đề phòng. Quang Hải. Thủ môn bát chính của Indonesia Winata Nario hiện nay đang chơi cho câu lạc bộ Borneo. Đội bóng đang xếp thứ hai tại giải bóng đá Indonesia năm 2019. Lúc này thì giải quốc gia của Indonesia vẫn đang diễn ra, đang ở giai đoạn cuối. Pha chạy bóng không hợp lý của Tiến Linh. Từ trước đó anh đã có một tình huống kiểm soát khá mẫn cảm. Có thể nhận thấy là những phút đầu tiên của trận đấu thì tinh thần thi đấu và cách tiếp cận của Indonesia là hợp lý. Họ chơi rất tự tin. Indonesia là đội bóng đá vô địch giải U23 Đông Nam Á gần đây nhất. Tuy nhiên khi đó Việt Nam không cử đến lực lượng mạnh nhất ở lứa tuổi U23. Cuối cùng bóng đá nằm trong tay của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tiến Dũng đã không thi đấu ở trận đấu gặp Lào. Thay vào đó là thủ môn 19 tuổi Văn Toản. Hoàng Đức, Tấn Tài, Trọng Hoàng. Những pha áp sát tranh chấp tốt của U22 Indonesia đang tạo ra những khó khăn nhất định cho U22 Việt Nam. Đường truyền của Bagat. Dodi. Trọng Hoàng vẫn là mũi công bên cánh phải của huấn luyện viên Bang Sơ. Pha mở bóng dài, hơi sâu, không khó đối với Bùi Tiến Dũng. Có thể là lúc này phía trước Bùi Tiến Dũng là ba tòa tháp đều cao trên 1m80. Những người có chiều cao vượt trội. Trong những phút vừa qua của trận đấu thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng tương đối nhiều những đường truyền dài từ hàng phòng ngự và đó là một giải pháp chưa đem lại hiệu quả. Phút thứ 10 của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, một trận đấu có ý nghĩa quyết định. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Yeah.
khi mà đối phương đang tổ chức những tình huống quây bắt áp sát ngay từ khu giữa sân, đang chơi với một sự hưng phấn từ nơi cao. Giải pháp mà ông Park Hang-seo đưa cho học trò là những tình huống chuyền bóng dài để tạo ra những pha bóng giải tỏa. Nhưng độ chuẩn xác của những đường chuyền cũng như những tình huống di chuyển không bóng của cầu thủ ở tuyến trên sẽ cần phải được thực hiện một cách hợp lý hơn. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Tiến Linh trả bóng ra biên. Tấn Tài hơi chậm. Cầu thủ Indonesia rất chủ động áp sát. Cách đây 2 ngày, đội nữ Việt Nam đã thắng nữ Indonesia với tỷ số 6-0 và giành quyền vào bán kết. Nếu vô địch kỳ SEA Games năm nay thì nữ Việt Nam sẽ vượt lên Thái Lan về số lần đăng quang. Quang Hải đã phạt góc. Chúng ta đang có một đội hình có chiều cao rất lý tưởng, đủ khả năng không chiến và tranh chấp ghi bàn tầm cao. Quang Hải. Tình huống không khó đối với thủ môn Winata Nadio. Trọng Hoàng. Hoàng Đức. Đỗ Hùng Dũng. Vai trò kinh nghiệm của Hùng Dũng cần phải được thể hiện ở thời điểm này. Đó là những tình huống có tính điều tiết cao, điều chỉnh lại nhịp chơi, tạo ra sự gắn kết. Đường chuyền là của Đoàn Văn Hậu. Lại là một đường chuyền dài. Ở kỳ SEA Games lần này, Việt Nam và Indonesia mỗi đội đều có hai cầu thủ quá tuổi được bổ sung. Với Indonesia là Ivan Dimas và Junfiandi. Ngày hôm nay Dimas không đá chính, còn Junfiandi thì vẫn có mặt trong đội xuất phát của huấn luyện viên Siafri. Đường chuyền của Bagat. Thanh Thịnh. Vẫn là những pha áp sát sung mãn của cầu thủ áo trắng. Nhiều năm qua khi đá Việt Nam, Indonesia luôn đội bóng chơi cống hiến, sung sức. Tuy nhiên họ cũng hay thiếu tập trung ở những thời điểm cần thiết. Và Việt Nam luôn biết khai thác những thời điểm sơ hở của Indonesia. Thanh Thịnh. Cú trả bóng của Đoàn Văn Hậu. Chúng ta đang phát triển thế trận tấn công bằng những đường chuyền dài ở các vị trí trung vệ. Nhưng cách dàn trận ở phía trên là chưa đủ để đáp ứng hoàn thiện cách đá này. Và ngăn chặn của Hoàng Đức. Quang Hải. Trọng Hoàng cố gắng. Tiến Linh. Tấn Tài. Trọng Hoàng. Tấn Tài. Góc trái là Thanh Thịnh. Quang Hải. Hùng Dũng. Đợt lên bóng bên phía cánh phải vừa rồi là tình huống tổ chức ổn nhất của đội bóng áo đỏ kể từ đầu trận. Chỉ có điều là quả tạt của Tấn Tài không phù hợp với những pha di chuyển ở phía trong của các đồng đội.
nhưng thế trận kiểm soát vẫn được duy trì. Có thể từ phút này thì đội tuyển Indonesia sẽ đá một đội hình thấp hơn, và khi đó thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải đối mặt với một hàng thủ nhiều lớp của đối phương. Hoàng Đức rất khó để có thể nhận được đường truyền vừa rồi của Quang Hải. Tiến Linh không được. Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức. Cầu thủ Việt Nam đã chơi chủ động hơn. Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài, Đỗ Hùng Dũng. Đường chuyền quá sâu bằng chân trái Hồ Tấn Tài. Ở hai chấu trước, huấn luyện viên Park Seo đã tung tất cả những cầu thủ quan trọng vào sân để làm quen với mặt cỏ nhân tạo, đồng thời cũng giúp cho cầu thủ phát huy được khả năng đa năng của mình. Bên cạnh đó, điều quan trọng là tung hỏa mù, không để lộ những điểm mạnh thật sự để đối phương dù có thể nghiên cứu nhưng khó đoán bắt. Pha xử lý của Adin. Hùng Dũng không được. Pha xử lý không tốt của Tiến Linh. Bốn trong số bảy cầu thủ đã ghi bàn cho U22 Việt Nam tại SEA Games này đang có mặt trong đội hình chính trên sân. Pha ngăn chặn của Tấn Sinh. Sardin. Tiến Linh rất nhanh. Đường chuyền vừa rồi là của Quang Hải. Trọng Hoàng đã bị phạm lỗi. Cầu thủ đã phạm lỗi với Trọng Hoàng là Alex Van Dodi, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Persik, đội bóng nổi tiếng Indonesia. Số 20 của đội bạn Osvaldo Hay chính là cầu thủ mà Việt Nam phải dè chừng nhất trên công. Anh đã có được 2 bàn thắng và đến bây giờ đã ghi 29 bàn cho U23 Indonesia. Quả chuyền bóng của Quang Hải, người chạm bóng là Đoàn Văn Hậu. Dường như đội tuyển U22 Indonesia cũng đã dè chừng miếng phối hợp đá phạt với tình huống dâng cao của Đoàn Văn Hậu để thực hiện điểm đánh đầu nối. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp Việt Nam thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo.
ở trận đấu gặp Lào, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ đạo các học trò cố gắng có những pha phối hợp liên lạc nhiều nhịp, thi đấu cầu kỳ hơn. Tuy nhiên đến khi gặp đối thủ mạnh Indonesia thì rõ ràng chưa thể tiếp cận ngay trận đấu được bằng những pha bóng nhiều nhịp. Indonesia mạnh hơn rất nhiều, và với đối thủ không thua kém nhiều trên mặt cỏ nhân tạo thì khi phải chơi đơn giản, chúng ta vẫn gọi là giáp lá cà. Đỗ Hùng Dũng chuyền dài, đó là cú đá thẳng về cầu môn đội bạn. Tình huống xử lý là của Rudy. Đoàn Văn Hậu đã ngăn được quả tạt của cầu thủ đối phương. Quả ném biên cho Indonesia. Đây là Asnawi. Asnawi đang chơi cho câu lạc bộ Makassar, đội bóng đã từng sang Việt Nam thi đấu ở Cúp Châu Á. Tình huống rất nguy hiểm. Lưới của Bùi Tiến Dũng đã rung lên. Thủ môn đội Việt Nam đã bị giật mình ở phóng vừa rồi. Hết sức đáng tiếc cho bàn thua vừa rồi. Một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm từ bên cánh phải. Tuy nhiên Bùi Tiến Dũng đã bị giật mình, bắt bóng không gọn gàng, bóng bật ra và đội bạn lập tức tận dụng. Đó là bàn thắng của số 16 Rizky Sani. Có thể nói đây là một tình huống xử lý sai lầm bất ngờ của Bùi Tiến Dũng. Đội Việt Nam để thua bàn thứ hai tại SEA lần này. Đến lúc này Indonesia vẫn chưa để đón lưới. Hùng Dũng. Wow! Rất đáng tiếc là bàn thắng không được công nhận. Có vẻ như trọng tài cho rằng đã có lỗi dùng tay chơi bóng của Hùng Dũng. Hùng Dũng đã cố gắng để có pha xử lý gọn gàng. Thật tiếc khi trọng tài đã cho rằng cầu thủ Việt Nam mắc lỗi. Không sao cả, thời gian vẫn còn rất nhiều. Tấn Sinh. Đoàn Văn Hậu. Khi cỗ máy của đội tuyển U23 Việt Nam chưa được vận hành một cách thực sự trơn tru, ý đồ chơi vẫn chưa được bộc lộ một cách rõ ràng, thì chúng ta bất ngờ để thua trong một tình huống có thể nói là lãng xẹt. Người mắc lỗi là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người có thể nói là chơi ít nhất trong mùa giải 2019 đã qua. Cảm giác chơi bóng
là điều mà chúng ta vẫn luôn lo lắng cho Bùi Tiến Dũng trong chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games lần này. Nhưng bây giờ là lúc mà đội U22 Việt Nam cần phải thể hiện bản lĩnh của mình. Trong 3 thủ môn của Việt Nam thi đấu tại SEA Games lần này thì Bùi Tiến Dũng là thủ môn bắt ít nhất ở mùa giải vừa qua, ít hơn cả Văn Toàn và Văn Biểu. Hoàng Đức, cú đá là của Quang Hải. Có thể nói tình huống để cho đội bạn ghi bàn là một sai số rất hiếm hoi của hàng thủ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì thường ở những thời điểm căng thẳng, cầu thủ phòng ngự Việt Nam lại càng giữ được sự lạnh lùng và tập trung. Quả phạt cho Việt Nam. Tấn Sinh, Trọng Hoàng, Trọng Hoàng, pha đá phạt. Quang Hải, đây là Quang Hải. Trọng Hoàng là người vừa lao lên. Một tình huống phản công của đội Indonesia. Dodi bằng cắt rất tốc độ. Bóng được chuyền vào trong cho Mila Ikham. Sự áp sát của Văn Hậu đã khiến cho đội bàn không thể dễ dàng dứt điểm trên không. Đường chuyền của Tấn Tài, Tiến Linh, Hoàng Đức, Thành Thịnh, đây là Hoàng Đức rất cố gắng chuyền vào. Và Văn Hậu, tiếng còi đã cất lên. Cầu thủ bị đau là Adi Bagat, cầu thủ của Kro Bayakara. Phút thứ 30 của trận đấu giữa hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia.
Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội bóng của xứ Vạn Đảo. Những diễn biến cho đến lúc này của trận đấu chỉ ra rằng Indonesia là một đội bóng có chất lượng, có ý đồ chơi rất mạch lạc, khả năng tổ chức tốt. Cách tiếp cận của họ cho trận đấu này là hợp lý. Họ đã tạo ra muôn vàn khó khăn cho U22 Việt Nam. Và trong một thoáng thiếu tập trung của Bùi Tiến Dũng, Indonesia đã có được bàn mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thua của U22 Việt Nam. Một lỗi cơ bản rất đáng tiếc của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Huấn luyện viên trưởng của U23 Indonesia, ông Indra Syafri, năm nay 56 tuổi. Ông từng là một tiền vệ thi đấu tại giải Indonesia cho câu lạc bộ Parangtan từ năm 1986 đến năm 1991. Huấn luyện viên Syafri đã từng dẫn dắt các đội U16, U17, U19 của Indonesia. Ông Syafri đã từng làm việc với câu lạc bộ Bali United. Đội bóng hiện nay đang dẫn đầu giải Indonesia. Đoàn Văn Hậu, Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng. Thanh Thịnh, anh Tùng ạ, tôi nhận thấy một điều là cầu thủ Việt Nam dường như vẫn chưa thật sự quen với đàn cỏ nhân tạo. Nói đây không phải đổ lỗi nhưng mà thực sự là một trở ngại với cầu thủ Việt Nam. Rất nhiều tình huống bóng lập bập và cầu thủ Việt Nam đúng là vẫn chưa quen. Đó có thể là một lý do. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là trận đấu mà chúng ta đã không đưa ra được một giải pháp tiếp cận phù hợp trước một Indonesia có thể nói là rất hưng phấn và có một lối chơi rất quyết liệt. Trong trận đấu với Lào, Việt Nam đã cố gắng triển khai những pha bóng tương đối cầu kỳ và nhiều chạm. Tuy nhiên khi gặp Indonesia, chúng ta không thể tiếp cận trận đấu với cách chơi như vậy. Tình huống xử lý an toàn. Đó là pha cắt bóng của Thành Trung. Đây đang là những phút thi đấu của hiệp 1. Và nếu như tình thế không có gì thay đổi trong phần còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên, tôi nghĩ rằng sau giờ nghỉ, việc mà ông Park Hang-seo điều chỉnh đầu tiên sẽ là các vị trí tiền vệ trung tâm. Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, đường chuyền của Hùng Dũng quá sâu. Tấn Sinh, Đỗ Hùng Dũng,
Huỳnh Tấn Sinh. Sau khi có bàn thắng, Indonesia hoàn toàn có thể chơi thấp và chờ cơ hội ở tuyến trên. Việt Nam đang khó khăn trong việc kết nối với nhau ở phía trên để tiếp cận cầu môn thủ môn Nadio. Cho đến tuyển này thì Hoàng Đức thi đấu chưa đúng sức ở SEA Games 30. Có thể là ở những phút tiếp theo thì Hoàng Đức sẽ được đẩy lên chơi như một cầu thủ tấn công. Quang Hải sẽ được kéo xuống hỗ trợ cho Hùng Dũng trong vai trò một người tổ chức. Đường chuyền bóng của Quang Hải. Đoàn Văn Hậu là người vừa trả bóng. Trọng Hoàng dứt điểm khá nguy hiểm. Pha cản phá vất vả của thủ môn Nario. Trọng Hoàng đã đưa ra giải pháp hợp lý. Anh luôn là cầu thủ sút bóng rất tốt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là cú đá trúng đích đầu tiên của đội bóng áo đỏ. Quang Hải. Pha xử lý bị quá chân của Quang Hải. Tất cả chúng ta đều chờ đợi Quang Hải sẽ bừng sáng và thi đấu đúng đẳng cấp của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Osvaldo Hai là một trong số không nhiều những cầu thủ của Indonesia đã dự SEA Games cách đây 2 năm. Đó là SEA Games mà bóng đá Indonesia có được một vị trí trong top 4 đội cuối cùng. Indonesia đã giành huy chương đồng ở SEA Games cách đây 2 năm tại Malaysia. Năm ngoái tại ASEAN 18, Indonesia vào đến vòng 16 đội. Rất quyết liệt trong tài thừa phạt Đoàn Văn Hậu. Quả phạt góc cho U22 Indonesia. Đây là trận đấu mà cổ động viên và phóng viên của hai nước Việt Nam và Indonesia có mặt rất đông tại sân Rizal Memorial. Đường chuyền vào của Rodi. Đó là pha xử lý của Mila Ikham. Hậu vệ Việt Nam đã băng vào quyết liệt, hạn chế được khả năng tung móc của Mila Ikham. Những quả tạt tới biên trái bên phía Indonesia đã được thực hiện có thể nói là rất tiêu chuẩn. Bóng có tầm đi và lực đi có thể nói là đủ gây khó cho hàng thủ của U22 Việt Nam. Phút thứ 40 của trận đấu, cách biệt vẫn đang là một bàn nghiêng về phía đội Indonesia.
Chúng ta xem lại pha va chạm giữa hai cầu thủ đội mang áo số 18. Thành Trung. Tấn Sinh. Quang Hải. Pha bóng vào đầy quyết tâm của Trọng Hoàng. Cho đến lúc này thì Indonesia vẫn đang tổ chức chơi phòng ngự rất kỷ luật. Một hàng phòng ngự nhiều lớp, bọc lót kín kẽ. Thêm một quả phạt góc của Quang Hải. Với những tình huống như vừa rồi thì Quang Hải có ý tưởng phối hợp với Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu đang là cầu thủ cao nhất của Việt Nam với chiều cao 1m85. Huấn luyện Park Seo và trợ lý Kim Hyun-un, người trong giai đoạn vừa qua chuyên trách đội U22. Thanh Thịnh. Chúng ta chờ đợi nhiều hơn những pha dâng cao của Thanh Thịnh ở bên cánh trái. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức. Trọng Hoàng. Đây là Quang Hải. Rồi chuyền bóng vào là Tấn Tài. Bóng này quá tầm khống chế của Hùng Dũng. Thanh Thịnh. Hùng Dũng. Đường chuyền của Thành Trung. Hoàng Đức. Rất khó khăn trước một hàng thủ dày đặc của đối phương. Thanh Thịnh. Đánh đâu. Và bằng vào là của Trọng Hoàng. Ném biên cho Việt Nam. Tấn Sinh. Rất đẹp, Hoàng Đức. Wow, không được. Đó là cú chạm bóng đi sượt theo chiều ngang khung thành của Indonesia. Người vừa chạm bóng là đội trưởng Van Dodi. Chúng ta vừa chứng kiến pha bóng mạch lạc ở bên cánh trái đúng như chờ đợi. Quang Hải. Đến lúc này thủ môn Winata Nadeo tỏ ra chắc chắn trong thủ môn của U22 Indonesia. Bagat. Pha ngăn chặn của Tấn Tài, ở đây là Trọng Hoàng. Hơi vội một chút. Thanh Thịnh. Tấn Sinh. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
Người đem biên là Dodi. Dodi đang chơi rất hay trong vai trò hậu vệ cánh trái. Lỗi ném biên của cầu thủ đối phương. Đỗ Hùng Dũng. Không thể vượt với nhau. Phóng viên Việt Nam có mặt rất đông bên phía cầu môn của Indonesia, và ngược lại, phóng viên Indonesia có mặt đông bên cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Khi mà những đường súng biên của chúng ta đang bị ngăn chặn, khi mà những quả tạt ở những tình huống cố định vẫn chưa phát huy được hiệu quả, có lẽ chúng ta sẽ cần phải trông chờ nhiều hơn những pha xử lý ở tầm xa. Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh ở vị trí tiền vệ trung tâm sau giờ nghỉ. Phương án Triệu Việt Hưng, người đã chơi tốt trong hai trận đấu trước, cần phải được tính đến. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã khép lại với phần thắng 1-0, tạm nghiêng về phía đội bóng áo trắng Indonesia. Chúng ta cùng trở lại với San Rizal Memorial ở thủ đô Manila của Philippines. Trước mắt lệch 2 trận đấu giữa đội Việt Nam và Indonesia, trận đấu ở bảng B SEA Games 30, hiệp 2 đã bắt đầu. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu Indonesia tạm dẫn với tỷ số 1-0. Trong hiệp 1 của trận đấu Việt Nam đã chơi không được như ý. Các tuyến không thể có được sự kết hợp tốt, đặc biệt trong tấn công. Ngoài ra, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã mắc sai lầm ở một pha bóng tưởng chừng vô hại. Đã có tiếng còi. Ở hiệp 1 của trận đấu, trọng tài đã rút ra một thẻ vàng dành cho Thành Trung, trung vệ của đội Việt Nam. Trong hiệp 1 sau bàn thua, đội Việt Nam đã cố gắng tổ chức lên bóng và đã có một tình huống dứt điểm gọn gàng của Đỗ Hùng Dũng. Rất tiếc là mọi chuyện vẫn chưa được như ý. Lúc này Việt Nam đã thay cầu thủ đầu tiên, Hà Đức Chinh vào sân thay cho Hồ Tấn Tài. Đã đến lúc cần phải có thêm những mạo hiểm. Cầu thủ vừa được đưa vào sân, Hà Đức Chinh, là người đã có được 4 bàn thắng tại SEA Games này. Cả 4 bàn đều ghi vào lưới của Brunei trong ngày ra quân. Như chúng tôi đã nói ở phần bình luận giữa trận đấu, thì Đức Trinh có thể sẽ là một phương án tốt để tạo ra những pha băng cắt. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Quang Hải. Sau khi Hà Đức Trinh vào sân thì Trọng Hoàng sẽ trở về cánh phải, đá thay vị trí của người đã rời sân là Hồ Tấn Tài. Đức Trình sẽ cùng lúc đá phía trên với Quang Hải và Tiến Linh. Quang Hải. Với sự có mặt của Hà Đức Trình thì có thể là Quang Hải sẽ không còn thường xuyên vào sâu được như trước.
tuyến giữa của đội tuyển U23 Việt Nam cần được củng cố bằng sự kết nối giữa Hùng Dũng, Quang Hải và phần đầu đó là Hoàng Đức. Đúng như vậy, trong hiệp 1 của trận đấu, Quang Hải và Hoàng Đức đã có những tình huống đảo vị trí nhau. Và có thể lúc này thì Hoàng Đức sẽ đá hẳn ra ở phía trên. Quang Hải là người không xa lạ với vị trí đá ở giữa sân, cùng với một tiền vệ có thể đánh chặn. Đường chuyền hỏng của Đoàn Văn Hậu. Ở hiệp 1 của trận đấu số 15, đội bạn là Sát Đin, người đang chơi ở Pahang, Malaysia. Các cầu thủ đã chơi rất hay. Thanh Thịnh. Trong hiệp 1, cánh trái đội Việt Nam chỉ duy nhất một lần có được một pha bóng khiến chúng ta hài lòng. Bộ ba trung vệ của U23 Việt Nam lúc này vẫn là Tấn Sinh, đá lệch bên phải, Thành Trung ở giữa và Văn Hậu ở bên trái. Đường chuyền của Thanh Thịnh, Hà Đức Trinh chuyền vào Tiến Linh, nhà bóng, cú đá là của Quang Hải, rất đáng tiếc là cú đá không đủ lực. Chúng ta rất chờ đợi những pha liên lạc ra Đức Trinh và Tiến Linh như thế này. Tiến Linh đã cố gắng giữ được bóng và đưa ra cho Quang Hải. Đáng tiếc là cú đá quá hiền lành. Hoàng Đức, Hà Đức Trinh. Những mạch kết nối khi có mặt của Hà Đức Trinh đã trở nên tốt hơn. Trọng Hoàng, Hùng Dũng, quá sâu. Nếu chúng tôi không nhầm thì đây là trận đấu đầu tiên từ thời Hồng Sơ đến bóng đá Việt Nam chúng ta bị dẫn bàn khi đá với một đối thủ Đông Nam Á. Trong hiệp 1, thủ môn Indonesia Nadio đã tỏ ra chắc chắn cho cầu môn. Dodi. Trọng tài đã thổi phạt Dodi. Ở hiệp 1, Dodi lên công về thủ dọc theo cánh trái của Indonesia. Đoàn Văn Hậu. Đỗ Hùng Dũng. Ở tuyến giữa đội Việt Nam lúc này, Đỗ Hùng Dũng đá thấp nhất, Quang Hải đóng vai trò tạo ra sự kết nối giữa tuyến 2 và cầu thủ tấn công. Đây mới là lần đầu Đỗ Hùng Dũng dự SEA Games. Đường chuyền của Quang Hải và xử lý của Đức Trinh. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên phía cánh trái cho U22 Việt Nam. Ở những phút đầu tiên, chúng ta đang có một thế trận tốt và cùng chờ đợi ưu thế sẽ biến được thành bàn thắng.
Đỗ Hùng Dũng. Hoàng Đức dứt điểm trong một tư thế rất khó khăn. Một pha tranh bóng quyết liệt của Đức Trinh. Đỗ Hùng Dũng. Hàng phòng ngự của Indonesia cho đến lúc này vẫn đang chơi rất kỷ luật và thậm chí còn có cả sự lăn xả. Vẫn đang là những khó khăn rất lớn cho những tình huống tiếp cận của U22 Việt Nam. Nhưng trong một tình thế như này thì chúng ta không còn cách nào khác là phải kiên nhẫn. Thanh Thịnh. Đoàn Văn Hậu. Đá phạt cho Việt Nam. Có thể sẽ là một pha treo bóng của Đỗ Hùng Dũng cho một loạt cầu thủ to cao. Đánh đâu? Đoàn Văn Hậu. Rất quyết liệt. Trọng Hoàng. Hà Đức Chinh. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang cố gắng dồn ép đối phương. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Indonesia vẫn đang bảo đảm cự ly đội hình được giữ rất tốt. Hoàng Đức. Thanh Thịnh vẫn còn. Không được. Đã có lỗi dùng tay chế bóng của Thanh Thịnh. Chúng ta đang chứng kiến một đội Indonesia phòng ngự rất có tổ chức. Một điều rất khác với bóng đá Indonesia những năm trước đây. Indonesia nổi tiếng bởi cầu thủ chơi nhiệt tình, thiên về tấn công. Tuy nhiên rất sơ hở trong phòng ngự và chống phản công yếu. Đến lúc này thì đoàn thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng thứ 8 sau khi vận động viên Vũ Thị Thanh Bình thắng ở chung kết hạng dưới 55kg của môn võ nghệ Anis. Mức thưởng nóng cho vận động viên giành huy chương vàng SEA Games lần này là 25 triệu đồng. Riêng Như Quỳnh là người mở hàng huy chương vàng được thưởng thêm 10 triệu đồng. Đường chuyền vừa rồi là của Hùng Dũng. Hà Đức Trinh rất vất vả với những pha phối hợp ở trung lộ. Rất dẻo. Đức Trinh vừa phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. Thẻ vàng chính xác của trọng tài người Ả Rập Xê Út, ông Al Samrani. Chúng ta xem lại pha qua người rất dẻo của Sani. Anh chính là tác giả của bàn mở tỷ số. Pha bóng theo kiểu Zidane.
Lúc này chúng ta hy vọng Hà Đức Chinh khi đã có được tâm lý tốt từ trận ra quân ghi 4 bàn sẽ tỏa sáng đúng thời điểm sau khi được tung vào sân thay người ngày hôm nay. Sự xông xáo tích cực của Hà Đức Chinh trong những phút có mặt trên sân vừa qua là một chất xúc tác cần thiết để kết nối các cầu thủ ở tuyến trên của chúng ta. Đây là lúc mà hàng tấn công của đội bóng áo đỏ cần phải chơi xông xáo, quyết tâm. Với cầu thủ tiền vệ có thể sẽ cần phải có một sự trau chuốt hơn, nhưng với những mũi nhọn thì cần phải có một tinh thần có thể nói là quên mình ở những phút thi đấu sắp tới thì mình có thể hy vọng đánh gục được những nỗ lực phòng ngự của đối phương. Đoàn Văn Hậu, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Quang Hải. Những pha theo người của cầu thủ áo trắng cho đến lúc này vẫn đang là hết sức khó chịu. Pha cài người khôn ngoan của Thành Trung. Phút thứ 60 của trận đấu và cách biệt vẫn đang là một bàn nghiêng về phía U22 Indonesia. Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng vẫn đang chơi rất nỗ lực, hoạt động không biết mệt. Tấn Sinh, Đỗ Hùng Dũng, Trọng Hoàng, dứt điểm, không được như ý. Pha tổ chức tốt bên phía cánh phải vừa rồi có dấu giày của Quang Hải. Lại là Trọng Hoàng, quả lật. Quả lật bóng ở tầm thấp. Và lúc này thì chúng ta đang có hai tiền đạo chơi cùng một lúc trên sân. Có thêm những điểm cắt. Vấn đề là những quả tạt sẽ cần phải ở mức độ chuẩn hơn. Mất khá nhiều thời gian chúng ta mới có thể tổ chức được một đợt xuống biên lớp làng. Nhưng cần nhiều hơn nữa với những đường chuyền cuối cùng ở một mức độ chuẩn rất cao. Quả treo bóng vừa rồi là của Quang Hải. Với sự có mặt cùng lúc của cả Đức Trinh lẫn Tiến Linh thì đội Việt Nam khi cần hoàn toàn có thể tạt bóng sớm. Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, đá phạt cho Việt Nam. Vừa rồi là lỗi của Osvaldo. Và lúc này lực lượng của U22 Indonesia cầu thủ phân tán ở rất nhiều câu lạc bộ, không tập trung vào một số đội bóng.
góp mặt ở giải Indonesia hiện nay có đến 18 câu lạc bộ. Thành Trung sẽ là một phương án không chiến tốt khi có cơ hội. Đúng Dũng. Wow! Bóng bồng và đó là Thành Trung. Chính là Thành Trung, chúng tôi vừa nhắc đến anh. Thành Trung là một trung vệ nhưng rất có duyên ghi bàn và luôn xuất hiện ở những điểm nóng để sẵn sàng không chiến. Mùa giải V-League vừa qua trong màu áo của đội vô địch quốc gia Hà Nội, Thành Trung đã có rất nhiều sự trưởng thành, đá chính nhiều và cũng đã có những bàn thắng rất quan trọng. Và vừa rồi rõ ràng là một bàn thắng, một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng mà Thành Trung đóng góp trong màu áo của đội U22 quốc gia. Đánh đầu rất đẹp. Nhưng cũng phải thấy rằng phải đến lúc này thì chúng ta mới có một đường truyền có thể nói là quay được sau những pha bóng cố định. Khi đó thì các trung vệ có tầm vóc của chúng ta mới phát huy được năng lực của mình. Ở thời điểm có hai tiền đạo cùng lúc trên sân, hai trung phong cùng lúc, Hà Đức Trinh và Tiến Linh, những pha giành giật ở tình huống cố định như vừa rồi cũng quyết liệt hơn và Thành Trung đã có cơ hội chọn vị trí để dứt điểm đầy cảm giác. Thành Trung trở thành cầu thủ thứ 8 của U22 Việt Nam ghi bàn ở SEA Games lần thứ 30. Trong trận đấu gặp Brunei thì Thành Trung cũng đã tham gia vào tình huống có bàn thắng thứ 4 của Hà Đức Trinh. Nhưng xác nhận cuối cùng của ban tổ chức đó là bàn thắng của Đức Trinh chứ không phải là của Thành Trung. Hết sức nguy hiểm. Rất may cuối cùng Bùi Tiến Dũng cũng đã vô được bóng. Đội bàn đã thay người cầu thủ quan trọng Vickery vào sân để thay cho số 18 Mila Ikham. Vickery đã có được một bàn thắng ở SEA Games lần này. Hoàng Đức. Việc có được bàn gỡ sẽ giải tỏa tâm lý căng thẳng cho U22 Việt Nam. Và phía trước vẫn còn rất nhiều những hy vọng để giành trọn vẹn 3 điểm. Quả phạt cho U22 Việt Nam là hoàn toàn chuẩn xác. Đức Trinh đã bị phạm lỗi. Nhưng cuối cùng chỉ là một quả ném biên. Đức Trinh. Đến lúc này mỗi bên đã thay một cầu thủ. Trọng tài đã thở vào Osando hay. Cầu thủ mới được huấn luyện viên Seferi tung vào sân Egi Vickery, người đã có một bàn thắng ở SEA Games lần này, hiện nay đang chơi bóng ở Ba Lan cho câu lạc bộ Legia Gdańsk, đội bóng nổi tiếng của Ba Lan. Một trận đấu đầy khó khăn của cầu thủ Việt Nam. Lần đầu tiên dưới thời Park Seo, Việt Nam đá với một bóng Đông Nam Á và bị dẫn bàn.
chạm đầu của Thanh Thịnh. Tiến Linh. Pha tranh chấp với Seti Andy, đội trưởng của U22 Indonesia. Seti Andy cũng là một cầu thủ đã từng chơi ở SEA Games 2 năm trước. Đoàn Văn Hậu. Quang Đức. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu. Vickery, cầu thủ mới đầu tư vào sân, pha đổi cánh rất chính xác. Sadin. Hàng phòng ngự áo đỏ đã bọc lót cho nhau hợp lý trong tình huống vừa rồi. Cú phá bóng là của Thanh Thịnh. Asnawi. Vickery. Đây là phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số đang là 1-1. Dodi. Nếu trận đấu dừng lại ở tỷ số hòa thì U22 Indonesia sáng cửa giành quyền lọt vào vòng bán kết. Vì trước mắt họ chỉ còn là những trận đấu trước các đối thủ yếu là Lào và Brunei. Những đối thủ quan trọng nhất ở bảng đấu này họ đều đã đối mặt và có được những kết quả thuận lợi. Tuy nhiên phần còn lại của trận đấu vẫn còn là một quãng thời gian không hề ngắn. Pha tranh chấp quyết liệt chính xác của Tiến Linh. Cầu thủ cần phải bình tĩnh. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Park Hang-seo đang phản ứng tương đối quyết liệt với cách xử lý của trọng tài. Trong trận đấu như thế này thì sự lạnh lùng là điều cần thiết. Nhưng tôi hiểu rằng sau giờ nghỉ, đội bóng áo đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi với một ý chí quyết tâm cao hơn, một thái độ có lẽ là phù hợp hơn khi đối đầu với đối phương. Chính cái cách chúng ta có phần nhún nhường ở hiệp thi đấu thứ nhất đã để cho đối phương lấn lướt và tạo ra cho chúng ta rất nhiều những khó khăn trong cách tiếp cận trận đấu. Đối phương không ngần ngại đá một cách quyết liệt, thậm chí dùng những tiểu xảo, những pha tranh chấp có thể nói là gây ức chế. Trong khi đó thì đội bóng áo đỏ có phần hơi nhún nhường. Điều đó đã thay đổi ở những phút vừa qua của hiệp thi đấu thứ hai. Nhưng bên cạnh đó, đương nhiên điều mà anh Huy vừa nhắc đó là sự bình tĩnh. Chúng ta cần phải có thêm sự lạnh lùng. Đó chính là bản lĩnh, là kinh nghiệm. Đúng là như vậy. Phải chứng tỏ mình dám chơi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải giữ được cái đầu lạnh. Trợ lý Nguyễn Văn Đàn ra sát đường biên để thúc giục cũng như là giúp cho cầu thủ hạ hỏa lúc cần thiết. Ở SEA Games lần này thì các huấn luyện viên Park Hang-seo và Seafri đều có những người trợ lý đã rất quen nhau những năm trước đây. Bên phía Việt Nam có huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang và bên phía Indonesia có Cúc Neo Nilianto cùng với thủ môn Hendro Castico. Hà Đức Chinh. Quang Đức. Đức Trình. Đoàn Văn Hậu. Chúng ta vừa chứng kiến quả tạt vào rất khó chịu của Hoàng Đức. Thanh Thịnh.
Trên sân lúc này đội Việt Nam có 4 cầu thủ thuận chân trái. Đỗ Hùng Dũng, đây là Hoàng Đức, quả lên lên không được, vẫn là đội bóng áo đỏ. Dứt điểm, cú đá là của Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng đã có một bàn thắng ở SEA Games lần này. Hùng Dũng đã ghi bàn vào lưới đội Lào. Pha xử lý bóng sống vừa rồi của Hùng Dũng đã chạm người một cầu thủ của Indonesia, và tiếp theo sẽ lại là một quả phạt góc. Anh Huy ạ, cho đến lúc này thì chúng ta vẫn đang duy trì được một thế trận tốt. Đối phương vẫn phòng ngự rất dày đặc, có được sự kín kẽ, nhưng cái cách mà anh em tạo ra sức ép rõ ràng là rất đáng tin, rất đáng hy vọng. Đúng như vậy, nhưng lỗ hổng hàng thủ đội bạn cũng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Đỗ Hùng Dũng không vào. Thủ môn Nadio bị khuất tầm nhìn, cuối cùng cũng bắt được bóng. Phá dứt điểm của Hoàng Đức, một tình huống phối hợp để Hoàng Đức thực hiện cú đá bằng mu trong. Bùi Tiến Dũng đã bắt được bóng rồi. Đường truyền của Asnawi. Vickery. Hoàng Đức. Khả năng chơi bóng của Hoàng Đức trong hiệp thi đấu thứ hai rõ ràng đã được cải thiện đáng kể. Harit vào sân thay cho hậu vệ trái Dodi. Anh Huy có nghĩ rằng trong khoảng 10-15 phút cuối cùng của trận đấu này, Indonesia sẽ sa sút về mặt thể lực hay không? Tôi nghĩ rằng những màn tra tấn thể lực mà đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra ở những phút vừa qua của hiệp 2 sẽ khiến cho nền tảng thể lực của Indonesia bị bào mòn và sẽ xuất hiện nhiều hơn những sai số của họ trong cách chơi phòng ngự ở những phút còn lại. Quả thật là như vậy, chúng ta đang dễ đá hơn, ngày càng dễ đá hơn. Thêm một pha sóng gió trước cầu môn của Nadio. Đây là Thành Trung. Khi mà các tiền đạo chưa thể ghi bàn thì trung vệ đã lập công. Và vừa rồi Thành Trung tiếp tục uy hiếp cầu môn của Nadio. Quang Hải, Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì đội hình thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam đã được điều chỉnh với một tuyến giữa gồm có 3 tiền vệ và thêm 2 cầu thủ chạy cánh ở hai biên luôn được đẩy lên rất cao. Ở phía trong có 2 tiền đạo. Và với đội hình này thì tuyến giữa của chúng ta đã được củng cố một cách có thể nói là ổn hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu thứ nhất. Ở phía trong rõ ràng là sự góp mặt của Hà Đức Trinh cùng với những nỗ lực lớn hơn của Tiến Linh trong những tình huống di chuyển đã khiến cho đối phương khó bắt bài hơn. Tất nhiên chúng ta cũng cần phải chờ đến một pha bóng cố định với sự góp mặt của một trung vệ để giải quyết bàn thắng. Nhưng tất cả đều có lý. Rất nguy hiểm. Lại là cú đá của Hùng Dũng.
Đỗ Hùng Dũng đã tung ra một pha dứt điểm cận chân. Hôm nay là một ngày xuất sắc của thủ môn Nadio. Chúng ta đã nghĩ tới những phương án sút xa ở thời gian nghỉ giữa hiệp, và lúc này thì Hùng Dũng cũng như Hoàng Đức đã tạo ra một vài lần thử thách của thủ môn đối phương. Bây giờ lại là một tình huống cố định. Phương án nào sẽ giải quyết pha bóng này? Liệu có phải là đòn bắt hậu? Đỗ Hùng Dũng. Lại là Hùng Dũng. Thành Thịnh. Trọng Hoàng. Phút thứ 80. Tỷ số đang cân bằng. Nhưng trên sân chỉ có một đội tấn công, đó là U22 Việt Nam. Quang Hải. Hùng Dũng. Thành Thịnh. Tình thế này làm chúng ta nhớ đến trận đấu hồi tháng 3 ở sân Mỹ Đình. Hai đội trong thế tỷ số hòa, và đến những giây cuối cùng thì Việt Hưng mới có thể khai thông thế bế tắc cho Việt Nam. Cố gắng kéo giãn là phòng ngự của Indonesia. Thể thao Việt Nam vừa có thêm 2 huy chương vàng trong môn võ gậy thuộc về Đào Thị Hồng Nhung dưới 65kg và Nguyễn Thị Cẩm Thi trên 60kg. Indonesia thay cầu thủ cuối cùng rời sân là số 16 Rizky Sani, cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu. Vào sân là số 17 Siarian. Đỗ Hùng Dũng. Đoàn Văn Hậu. Thành Thịnh. Tuấn Sinh. Trọng Hoàng. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức. Trọng Hoàng. Đường chuyền của Hùng Dũng. Hoàng Đức. Cú thả bóng vào khe không thành công. Tấn Sinh. Hùng Dũng. Đến lúc này Đỗ Hùng Dũng đã chứng tỏ đầy đủ đẳng cấp của mình. Đỗ Hùng Dũng. Pha phá bóng của Bagat. Đội Việt Nam có thể thay thêm 2 cầu thủ. Tấn Sinh là người đã bị chấn thương ở trận đấu gặp Brunei và nghỉ trận đấu với Lào. Cũng ở trận đấu gặp Brunei thì Trọng Hùng đã bị đau. Ở lượt đấu tiếp theo tại vòng bảng của môn bóng đá nam,
đội tuyển U22 Indonesia sẽ gặp đội tuyển U22 Brunei. Trong khi đó đối thủ của U22 Việt Nam là U22 Singapore. Sau trận đấu ngày hôm nay sẽ là mật độ dày đặc, nghỉ đúng một ngày và đá trận tiếp theo. Xét về lịch thi đấu thì nếu hòa được trận đấu ngày hôm nay, Indonesia sẽ có rất nhiều thuận lợi. Bóng được chuyền vào cho Tiến Linh. Đoàn Văn Hậu. Hùng Dũng. Hùng Dũng, Quang Hải không thể dứt điểm. Pha tung bóng của Quang Hải. Quang Đức. Hùng Dũng. Anh Tùng ạ, với cái phòng ngự của Indonesia, tôi thấy dường như huấn luyện viên Siafri đã có những học hỏi từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là điều chúng ta chưa thấy câu lạc bộ Indonesia nhưng ở đây có thể phòng ngự tập trung và cự ly tốt như thế này. Đúng là như thế. Họ đã duy trì được sự ổn định ở mức độ cao với cự ly đội hình có thể nói là rất chặt chẽ, cùng một ý đồ tiếp cận có thể nói là liên tục được phát huy. Mỗi khi các cầu thủ của đội bóng áo đỏ chuẩn bị nhận bóng thì gần như ngay lập tức một bóng áo trắng lao áp sát vào để khiến cho tình huống xử lý tiếp theo của U22 Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Hùng Dũng, người di chuyển là Trọng Hoàng. Trên mặt cỏ nhân tạo thì những cú bấm bóng như vậy luôn gặp rất nhiều khó khăn để có thể có được độ cuộn cần thiết. Trung vệ Tấn Sinh rời sân. Sứ ở người hàng phòng ngự, Đức Chiến vào sân thay cho Tấn Sinh. Khi mà đối phương đang co hẳn về chơi để bảo vệ tỷ số hòa, lực lượng có thể tham gia phản công họ sẽ không nhiều và hàng phòng ngự gồm 3 trung vệ của chúng ta hoàn toàn có thể đẩy thêm một cầu thủ khác lên cao hơn. Và ở trường hợp này, nếu như Đức Chiến mạnh dạn giữ bóng và thực hiện một cú sút xa, điều mà anh đã từng làm ở V-League trong màu áo của Viettel, hoàn toàn có thể sẽ có một điều khác biệt. Hoàng Đức. Đức Chiến. Pha chạy bóng quyết liệt của Đức Chiến. Hoàng Đức. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức phối hợp. Đúng là không dễ cho những pha bóng nhiều nhịp và cầu kỳ trên mặt cỏ nhân tạo. Nếu như trận đấu ngày hôm nay kết thúc với tỷ số hòa thì thêm một lần cuộc đấu Việt Nam-Thái Lan sẽ là cuộc đấu được chờ đợi nhất.
Ngọc Bảo vào sân thay cho Thanh Thịnh. Ngọc Bảo sẽ đá vị trí trung vệ. Đoàn Văn Hậu sẽ được chơi ở biên trái trong những phút còn lại. Ngọc Bảo là một trung vệ khi gần có thể dâng cao tấn công. Ngọc Bảo là trung vệ có những nét khá giống với Quế Ngọc Hải. Nếu trận đấu dừng lại với tỷ số hòa thì sau lượt đấu này cả Việt Nam lẫn Indonesia đều là những đội sẽ dẫn đầu ở bảng B với 7 điểm. Thái Lan là đội đã áp sát với 1 điểm ít hơn. Phút thứ 90 và một quả phạt góc bên phía cánh phải, người đá phạt là Quang Hải. Tình huống gợi nhớ đến bàn thắng muộn màng của Triều Việt Hưng ở sân Mỹ Đình. Không được vào. Pha phối hợp bất ngờ ở tầm thấp. Tiến Linh là người cắt mặt dứt điểm. Hà Đức Trinh là cầu thủ gầy gót. Đoàn Văn Hậu. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Tín hiệu vệ tinh được truyền về từ Philippines không ổn định. Wow! Hoàng Đức. Tuyệt vời. Hoàng Đức đã lên tiếng rất đúng lúc và có một cú đá chân trái hóc hiểm. Anh Huy ạ, một quả sút xa. Chúng ta đã nói đến quả sút xa ở giữa hai hiệp đấu này. Và khoảnh khắc xuất thân của Hoàng Đức đã khiến cho mọi chuyện có thể được nói được kết thúc tuyệt vời. Vâng, và đến lúc này thì tôi mới dám nói một ý về Hoàng Đức mà tôi có liên tưởng từ lâu rồi, nhưng bây giờ chắc là nói ra không ai phàn nàn. Hoàng Đức có những nét giống với Mesut Ozil, cầu thủ của Arsenal, đội bóng mà anh rất yêu quý anh Tùng ạ. Vâng, cái chân trái thì chắc chắn là giống rồi. Đùng đỉnh, nhưng mà khi thoải mái tâm lý ra chân trái rất hiệp hóc. Quá xuất sắc. Pha tung người của thủ môn Nadio chỉ có thể tô điểm thêm cho bàn thắng đẹp này của Hoàng Đức. Đó là một cú đá khẳng định tài năng của Hoàng Đức, khẳng định sức mạnh của U22 Việt Nam ở một trận đấu có thể nói là cực kỳ khó khăn. Thời gian còn rất ít và thắng trận này có thể nói cánh cửa vào bán kết mở ra rất rộng với Việt Nam. Đến lúc này đội nữ Việt Nam đã giành quyền vào bán kết sau trận thắng đậm 6-0 trước Indonesia. Pha xử lý của Tiến Linh, khoảng trống trước mắt. Đối mặt, Bình Tĩnh đi. Không được. Rất tiếc. Tiến Linh không phải là không nỗ lực nhưng ngày hôm nay chưa có duyên ghi bàn. Tôi nghĩ rằng những pha tranh chấp, những pha va chạm của Tiến Linh trong hiệp thi đấu thứ hai là một sự cải thiện rất đáng khen. Linh đã chơi dũng cảm hơn và tình huống vừa rồi rõ ràng là một nỗ lực để tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc cho pha chạm bóng cuối cùng của Tiến Linh mà thôi. Chúng ta xem lại Tiến Linh pha bóng càng lướt và đã chớp lấy cơ hội. Hy vọng rằng những khoảnh khắc hồi hộp như vừa rồi sẽ bớt đi ở những trận đấu tới quan trọng hơn.
Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi thời điểm mà đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chơi với hai tiền đạo. Và ở hiệp 2 của trận đấu này thì chúng ta đã thấy điều đó. Cho dù sự kết hợp giữa Hà Đức Chinh và Tiến Linh nó không hoàn toàn đúng như cái cách mà người ta vẫn hình dung, nhưng sự xông xáo, sự tích cực và kết quả mà chúng ta có được cho đến nay chắc chắn phải có sự đóng góp của hai tiền đạo chơi ở vị trí cao nhất. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Đội tuyển Việt Nam có một trận đấu khó khăn. Lần đầu dưới thời Park Hang-seo bị dẫn trước bởi một đội bóng Đông Nam Á, nhưng chúng ta cuối cùng đã vượt lên với sức mạnh, nội lực, với tinh thần quả cảm, với tất cả những gì có được. Đội Việt Nam đã lội ngược dòng và thắng 2-1 ngày hôm nay. 3 trận toàn thắng, và cứ qua mỗi trận đấu thì chúng ta sẽ hoàn thiện mình hơn để hướng đến cái đích cuối cùng là giành huy chương vàng bóng đá nam. Trước khi trận đấu này diễn ra, chúng ta đã hình dung ra những khó khăn có thể gặp phải khi đối mặt với Indonesia, và thực tế là nó quá khó khăn, nhưng bản lĩnh Việt Nam đã được thể hiện một lần nữa. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo lại chứng minh rằng họ xứng đáng để chinh phục đỉnh cao ở SEA Games này. Hai bàn thắng của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu này được ghi do công của Thành Trung và Hoàng Đức,